cái sông bé này xem nào. Sinh cái nhất bản này, này ra đây này. Cho anh xin quả nào. Anh xin quả. Không biết tiếng phổ thông đây, không được đi học, khổ thân. Em ngắm mãi mới được em này này, cho sùng này. Đây, quay mặt đánh xem nào. Em có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Chưa. Đây, anh trân trọng giới thiệu với em. Đây, anh đang cùng một cái phim này rất đẹp trai. Nhá. Được không? Được không? Được không? Được. Thế đi về cùng bọn anh đi. Đi. Tạm biệt nhá. Tạm biệt. Đây, em bắt vợ cho sùng thành công rồi nhá. Giống trai bản chưa? Được không? Được. Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Ngày hôm nay thì buổi sáng mưa rất là nặng hạt, công trình của Mỹ Súa tạm gác lại. Buổi chiều ngày hôm nay hửng nắng luôn một chút. Và mai anh em kỹ thuật xây dựng mới thi công tiếp cơ, thì cháu Long sẽ cập nhật những công trình thiện nguyện sau. Và tranh thủ thời gian rảnh này một chút thì cháu Long muốn đến đây để giới thiệu cho toàn thể quý cô bác anh chị biết một cái Tết rất là đặc biệt của người Mông, nơi mà cháu Long đang giúp đỡ bà con và cũng gần xóm trọ của cháu Long thôi. Như quý vị nhìn thấy là những cái dòng người tấp lập đi lên một cái sườn đồi bên trên kia. Và điều đặc biệt ngày hôm nay đó là diễn ra Tết truyền thống của người Mông nơi đây. Tết của người Mông ở đây thì diễn ra cách với Tết Nguyên Đán của chúng ta trước một tháng. Đấy, qua Tết âm dương lịch một chút là họ bắt đầu ăn. Ăn cũng kéo dài như Tết Nguyên Đán luôn. Cũng có 30 Tết này, mùng 1 Tết này, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5. Và ngày hôm nay là ngày mùng mấy Tết nhỉ? Em nhỉ? Là ngày mùng 3 đây. Mùng 3 à? Cảm ơn em. Thế lên đây đã bắt được vợ chưa? Mùng 4 à? Mùng 4 à? Hôm nay là mùng 4. Rồi xin mời toàn thể quý cô bác anh chị đồng hành cùng cháu Long đến đây để chơi Tết với người dân ở đây xem có điều gì đặc biệt nhé. Tất cả những bộ trang phục đẹp đẽ nhất của nam giới này, của phụ nữ họ sẽ mặc trên mình. Đây, bạn này mặc đẹp chưa này? Đấy. Để lên đây mọi người vui chơi những trò chơi dân gian, rồi một điều đặc biệt nó không đơn thuần chỉ là một cái Tết đâu. Mọi người nghỉ ngơi gác lại những công việc. À em, đi đâu đấy? Đi đến đây chắc chỉ đi chơi thôi chứ không bán hàng gì đâu nhỉ. Thì nó là một cái Tết mà mọi người gác hết lại công việc của mình, nương ruộng đồng áng, rồi công việc thường ngày sẽ gác lại hết. Mọi người sẽ đi chơi, đi thăm những gia đình thân thuộc, dùng những cái bữa cơm Tết và lên những cái quả đồi này. Họ không có đi du lịch hay như là trải nghiệm như kiểu người dưới xuôi đâu, mà trên vùng cao này thì họ tụ tập ở một cái nơi mà quang đãng nhất, có thể là một cái sườn đồi hoặc một cái đám ruộng rộng lớn để tổ chức những cái trò chơi dân gian như kiểu coi quay này, kéo co, đẩy gậy và ném còn các thứ. Đấy. Trẻ nhỏ người lớn đua nhau đi, tấp lập. Đi cẩn thận chỗ này không ngã. Đi về sớm thế. Ôi giời, một gia đình này. Ui dồi, chú đi bán nước ngọt à? Hay mua về đấy? Nhìn trông như kiểu dắt lựu đạn đấy. Một cái Tết không chỉ đơn thuần là những ngày tháng mà nghỉ ngơi, đi chơi, mà còn ở những cái Tết này thì các bạn đứa đôi trẻ tuổi ấy, họ đến đây họ hẹn hò, đến đây để gặp gỡ, và rất là nhiều những cặp đôi đã thành vợ chồng ở đây. Lắm lúc mà khi mà chiều tà rồi thì có những cái cặp đôi mà người ta giao lưu với nhau, rồi người ta sẽ làm những cái không nói được là thủ tục hay là hủ tục nữa, là kéo vợ ấy, ôm ấp nhau rồi kéo nhau về nhà ở với nhau luôn, là thành vợ thành chồng luôn. Đi đi một sườn đồi. Cho anh ăn xúc xích với. Cho anh ăn xúc xích với. Đói quá từ sáng thì không được ăn gì. Cho xin một được không? Cho luôn à. Không thể thiếu được trong những cái phiên chợ vùng cao, những cái lễ hội, và đặc biệt là không gian của ngày Tết. Là có những cái trò chơi rất là hay này. Này. Chào anh. Bây giờ đi trò này chơi kiểu gì anh? Bán chơi thôi mày.
Hả? Này là nước trên tay này ném. Cầm nước cái chai này ném, tức là ví dụ như em ném trúng thì được cái gì? Đường nước đấy. Nhưng mà em ném trúng, ví dụ em ném trúng 6 cái lon nước kia thì được cả 6 lon à? Được cả 6 lon. Thì mỗi lần ném là mình phải chi phí bao nhiêu tiền? 35.000. Tung nhẹ này phải rơi xuống à? Phải rơi. À. Ném cái dưới này là 12.000. À. Mình không có khả năng bắn chim. Có bác nào vào chơi em xem ngắm thử tí. Thế là tức là phải ném như này nó mới rơi được đúng không? Khó đấy. Nước ngọt. Một trò chơi thường thấy. Khó đấy, nhìn này khó đấy các bạn ạ. Mọi người cứ ngồi đứng quây quây với nhau, quây tròn như này để tâm sự chia sẻ. Áo đỏ xinh gái đấy, có lấy chồng chưa? Chưa à? Em bao nhiêu tuổi rồi? 17 à? Có lấy anh cầm máy quay này không, anh giới thiệu cho. Hả? Thì lên đây ví dụ họ không sợ họ bắt à? Họ kéo về làm vợ ấy. Không sợ á? À? Ví dụ anh kéo về được không? Không á. À? Đi chơi đi. Những cái gian hàng nhỏ nhỏ bán táo nhỉ, xúc xích. Ui, dây đây. Long sẽ đi một vòng nhé để trải nghiệm. Bây giờ Long đang ghi hình vào ngày 13 tháng 1 và thứ bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024. Bây giờ đang là 1 giờ kém 15 phút buổi trưa rồi. Buổi trưa mà đông như này chắc chiều mà đông lắm ấy nhỉ. Ừ. Hai chị này đẹp thế. Chồng đâu? Chồng đâu? Ây da, khiếp, toàn kính dâm các thứ ấy nhỉ. Rất là đông. Các bạn có thể thấy đây là một cái ruộng bậc thang từng lớp một, và cái mặt bên trên này là nó bằng phẳng. Chưa đến mùa canh tác thì bà con ở đây thì phải ăn Tết Nguyên Đán xong thì họ mới bắt đầu trồng cấy. Đây là bây giờ nó còn đang có khoảng trống rất lớn này, mọi người vui chơi ở trên quả đồi này. Nhìn xuống toàn cảnh bản làng ở bên dưới này. Đây. Toàn cảnh bản làng đây. Ở phía xa xa theo dưới khe núi kia là khu vực bản làng của người Tây, nơi cháu Long ở trọ. Còn giật về đây hơn thì người Mông. Họ sống cũng ở thung lũng này thôi. Ngoài ra thì có những cái bản người Mông ở trên núi rất là cao. Đa phần là sống cao, chỉ có mỗi cái khu vực này là bằng phẳng nhất. Mọi người từ trên núi xuống đây chơi đông. Chị này, này làm TikToker hay làm gì mà này có máy quay xịn ấy? Làm TikTok à? Quay chơi thôi à? Mày chắc mấy con này quá nhỉ? Chồng đâu? Không cho chồng đi à? Không phải, chồng không muốn đi cùng ấy. Không muốn đi cùng á? À? Ủa thế này thì vợ bị bắt mất thì làm nào? Tại đây họ không bắt đâu. À không bắt đâu à? Ra đây đá cầu với các bạn này một chút. Ui dồi, tóc dài đi em. Hả? Dài được. À, kiểu nghệ sĩ nhỉ? Nghệ sĩ đường phố. Cho anh đá với. Ây à, chết rồi. Nặng thế. Lên đây chơi lâu chưa? Ui dồi, cái này khó đá lắm nhỉ? Thế ra này đang tán bạn nào? Tán bạn này hay bạn này? Bạn này à? Thế con bạn này ai chưa ai tán à? À về kia à? À, chia nhau rồi đấy nhờ. Này, đây mấy cặp đôi này. Tóc đỏ, kéo được anh nào chưa? Bắt được anh nào chưa? Chưa à? Đâu? Để đâu? Mang anh chú Duyệt xem nào. À, cháu bé áo đỏ là gần nhà em Sùng ấy. Mẹ đơn thân. Đi chơi cùng anh đi. Cho anh mượn kính anh đeo xem đẹp trai không. Cho luôn á? Không, mượn thôi chứ. Cảm ơn nhá. Đeo vào yêu nhau chết nhỉ. Đeo vào yêu nhau đấy. Đeo vào hay yêu nhau lắm.
Nè, các bạn ấy ăn mặc những cái bộ trang phục như kiểu ca sĩ nghệ sĩ. Nhìn hay lắm. Đi lên trên này một chút. Ở đây thì Long thấy nhiều người lắm, nhiều dân tộc, tức là dân tộc Mông nhưng mà chia làm nhiều ngành lắm. Người Mông trắng, Mông đen, Mông lềnh, Mông hoa, đủ kiểu. Và họ ăn mặc những bộ trang phục nhìn trông cũng khác khác nhau nhiều. Đông nhỉ? Khu vực vui xuân năm mới này. Nhìn trông đông chưa? Trò chơi gì á? Trò chơi gì đông thế? Hả? Nhảy á, nhảy múa. Trong kia là đang tổ chức thi nhảy nhỉ? Cho anh chụp ảnh với mấy đứa được tí được không? Nhìn đẹp trai quá nào. Đứng đây gần anh xin bức ảnh. Ây da, các trai bản đây. Đấy, solo hip hop cùng trai bản. Rồi, cảm ơn. Quả tóc anh xem nào, đẳng cấp ấy nhỉ? Tóc giả. Tóc giả? Tháo anh đội phát nào. À, tóc giả, ui giời. Cho anh mượn tí. Anh mượn tí nào, đội như nào? Hả? Đội như này à? Đội cho anh cái. Đội cho anh cái. Đội cho anh cái. Giống trai bản chưa? Đúng rồi. Để trai bơm một tí thôi. Được không? Để trai quá. Để trai quá. Trân trọng cảm ơn. À, anh tưởng lui được bộ tóc đấy. Ê, mấy bạn này có vợ chưa? Chưa. Lên đây có dình bắt cô nào không? Nào đi tán gái rủ anh đi với nhá. Rồi, anh cảm ơn. Long anh tưởng mua lui được bộ tóc đấy thì đẳng cấp luôn đấy. Dạ. Đấy, cô bác nào hoặc là có con cái hoặc là bạn trai nào mà thích lấy gái bản thì cứ đi theo cháu Long lên trên vùng cao về lễ hội rồi Tết này, thích lắm, nhiều con gái lắm, nhiều các bạn trẻ xinh lắm, đấy, này, nhiều lắm này. Đấy. Các bạn thì cứ lên đây thôi, thi nhảy, thi múa này, xong là đá cầu, mai kia là có đấu bò này, xong là kéo co, ném còn. Lên đây chụp ảnh, check in, rồi hẹn hò. Người lớn, người trẻ. Chụp đúng ảnh nào đẹp chưa? Anh chụp với, cho anh xin bức nào. Nào, chụp chung một bức nào, về để khoe với gia đình ấy nào, chụp nào. Chụp ảnh, giữ ảnh này, chụp này. À, chụp kia, ok, cảm ơn. Anh bảo chụp vào trong máy này. Các bạn ở trên vùng cao thì thân thiện lắm. Các bạn trẻ hoặc người lớn, người già thôi, thân thiện lắm. Khi mà mình gặp, mình trò chuyện một chút là người ta tình cảm và không có ngại ngùng gì nhiều đâu. Đấy. Đây này. Đấy, đi chơi từ đầu giờ sáng, mưa quá thì chú bây giờ rơi dép à. À, nghỉ ngơi ra những cái khu vực trống hơn để nghỉ ngơi đây. Một số người còn ở dưới đám ruộng như kia, chụp ảnh ạ. À, nào đứng ấy chụp nào, về chồng ghen chết nhỉ, không có chụp đâu à, không có chồng á. À, cháu Long bắt được người quen quý cô bác chị ạ. Nhìn thấy em Sùng nhỏ dưới kia kìa. Đây này. Sùng ơi, Sùng. Đấy, anh nhờ tí, anh nhờ tí. Anh nhờ tí. Nó chạy mất rồi. Cái Sùng nhỏ gần hôm gùi bột đá cho Sùng đơn thân đấy. Đi cùng ai đấy? Có vẻ say không? Say ơi, say. Nên anh nhờ tí, bảo Sùng lên đây anh nhờ tí. Lấy cho anh cái đồ này với. Chạy đi đâu đấy? Đi chơi á? Ôi dồi ôi. Em say nhỉ? Em say thì rất là tuyệt vời. Khi mà mí xuống thì
Long còn chưa dẫn xuống mua được điện thoại, chưa làm sim thì toàn liên lạc qua say này nhờ thôi. Ví dụ cần bảo mí số dặn dò gì toàn gọi điện cho say này nhờ nhờ mí số bảo với chị say à chị xúa giúp anh đây. Đây này. Rất là tuyệt vời. Hai đứa ăn uống gì chưa? Ăn gì chưa? Anh dẫn đi ăn. Đâu xem nào. Cái sùng bé này xem nào. Xinh cái nhất bản này, này ra đây này. Cho anh xin quả nào. Anh xin quả. Không biết tiếng phổ thông đây, không được đi học, khổ thân. Xinh gái nhất bản nhưng mà à ăn cái này à? Ăn bánh rán à? Ừ. Say tí đói hay là đi muốn ăn gì bảo anh nhá. Anh với các em đi ăn đi uống nước nhá. Anh cảm ơn vì hay giúp anh liên lạc với chị Mỹ xuống nhá. Thế đi chơi được hôm nay mới đi à? Bắt được chồng chưa? Bắt được người yêu chưa? Chưa. Thế thì chả ế à? Sùng bắt được người yêu chưa? Chưa. Chưa. Đây là ai? Anh cầm máy quay này. Các bạn nào mà chưa có vợ mà trai đẹp ở thành phố mà có thích gái bản thì liên hệ với anh Long nhé. Để anh giới thiệu cho Sùng này, say này rất là xinh. Sùng không biết tiếng phổ thông về phải dạy. Đấy. Cầu này đá ấy hơn đấy nhỉ, dễ hơn cầu bên kia đấy nhỉ. Ê, bạn kia cao thế. Và xem bạn này cao cực kỳ luôn này. Đá cầu giỏi thật. Ủa, chịu đây. À, solo à. Toàn đất vào mặt. Solo. Solo à, solo với trai bản à. Thôi. Solo với trai bản à. Solo hip hop với trai bản. Các bạn đi chụp ảnh check in các thứ này. Đẹp thế nhỉ. Đấy. Úi giời, toán người đẹp về khiếp, xinh thế. Không cảnh đẹp lắm. Ở bên phía xa xa kia là những thửa ruộng bậc thang. Thì nó bằng phẳng lắm, còn ngoài ra thì toàn những dãy núi đá cao bên trên kia thôi. Nhìn ở đây thì còn cuộc sống còn đỡ hơn một chút chứ trên vùng trên những cái vùng núi, tức là trên những cái quả núi, cuộc sống bà con còn nhiều vất vả thật sự luôn đấy. Mấy bố con à? Kia có phải con anh không? Không phải à? Đi chơi. Bé này ngồi mưa gác của mình đấy. Con đi cùng ai? Em thử hỏi tiếng Mông chưa hả? Con muốn nói lên từ bên cải. Con tuần nói lên từ tuôn à? Con chẳng thì tuôn nó là hả? Sợ á? Sao ngồi một mình như này nhỉ? Anh đi chơi cùng mẹ, mẹ lên mày đi chụp ảnh nhỉ quá. Thế tí tự chơi này. Đấy. Các bạn nào mà tán được nhau là bắt đầu dẫn nhau đi xa xa hơn, đi những cái chỗ khuất khuất đấy. Tết. Thường thường thì Long nghe nói là họ chơi 30 Tết thì họ sẽ làm đồ ăn các thứ ăn Tết. Xong họ chơi từ mùng 1 đến khoảng mùng 7, mùng 8 cơ. Chơi khá là lâu đấy. Thế là cái sườn đồi này mấy hôm rồi, kể cả mưa nhá. Mấy hôm trước mưa phùn lất phất nhưng mà vẫn có được người lên chơi. Họ chả đi đâu chơi đâu, họ cứ đi chỗ nọ chỗ kia rồi sau này lại tập trung về cái quả đồi này. Những khu vực lân cận nữa. Có trò chơi thú vị nha. Chơi này chơi kiểu gì anh? À, chúng thì được tiền á? À, chúng số ở đây gì? Tức là những cái tờ 5.000 đồng này có số. Đấy, số thứ tự mình bốc cái kẹo kia mà ví dụ may mắn trúng thì trúng. Thế thì một cái là bao nhiêu tiền một lần bốc? 1.000 một lần. Thế anh mua tất cả chỗ kẹo này anh bốc lên được không? Anh mua tất cả chỗ kẹo này anh bốc lên được không? Anh mua tất, xong anh bốc lên luôn. Thì xem có trúng không? Không, tức là có bằng này hàng kẹo, anh mua hết bằng này kẹo để anh bốc lên xem có trúng bằng này tờ không? Trúng không? Trúng à? À, thế trò chơi hay nhỉ? Yeah. Đây này, đây các bạn ra đây xem, dễ xem hơn này. Đây, như cháu bé này, cháu cũng đang tổ chức trò chơi này.
đây quay gần vào đây mới biết được, cho anh mượn chú em mượn tí nhé. Thì đây người ta sẽ có những cái hàng kẹo này, nó sẽ có số, mỗi cái tiền này nó có số 1 này, tất cả các số, mình bốc kẹo này, ví dụ mình bốc số 1 cái là mình được cái này, 2.000 đấy chẳng hạn. Mình vừa trêu bạn kia là anh mua hết chỗ kẹo này, anh bốc lên xem thử có trúng bên này không. Thế bạn bảo trúng đấy. Rất là hay. Còn là trò chơi bên này mới thú vị này. Trò chơi này có phải là chặt mía để đo xem bằng nhau không đúng không ạ? Dạ. À, rất là hay này, vào xem trò chơi này. Người ta sẽ có một cái cây mía, sau đó là người ta sẽ dùng dao người ta chặt, xong bắt đầu đo, nếu mà hai khúc mía mà bằng nhau chẳng chặn ấy thì sẽ trúng thưởng. Rất là khó. Nhưng mà họ căn chuẩn lắm nhá, Long thấy ở chợ phiên nhiều rồi. Đấy, họ đang đo đấy. Thôi bây giờ mình chặt phát xong mình vào mình đo nó bằng nhau là trúng đúng không ạ? À. Khó lắm, ăn được 100.000 này khoai. Đứng đây xem một tí. Đứng ra đây quay dễ nhìn xem rõ hơn này. Đứng ra đây xem rõ hơn em. Đây cũng không phải cờ bạc gì đâu, nó là một cái hình thức trò chơi gọi là cả năm mới có một lần ấy, chứ nó không tổ chức thường xuyên nên là với cả cái số tiền nó tương đối là nhỏ, vui thôi. Cá đúng không ạ? Ai là người chặt đấy? À đo à? À thì căn không đo hả? Hay cho chặt? Hay giờ. Đây cái trò chơi rất là buồn cười. Khó nhỉ? Rất khó luôn. Thế bây giờ phải chặt làm mấy khúc bằng nhau hả anh? Hả? Bây giờ phải chặt làm mấy khúc bằng nhau? Bây giờ nó chặt ở dưới này, nhưng mà nó đo từ dưới này, nó bỏ cái chỗ này. Có một môn nhé, nó thuyền. Khi nó đang đo thuyền lên trên thì nó không được, nó đang... Đây bỏ, anh nhớ nó một chiều là ông một nhé chiều mù nó. Một chiều ông một nhé chiều nó sắp hẳn trong đó, không bỏ cái lũ này không được. À thế à, khó chơi nhỉ. Bác ơi, bác bán bò cho em Sùng đây. chủ con bò đây. Đang tổ chức trò chơi. Ôi, khó lắm, nhìn này, công nhận những cái trò chơi trên vùng cao này khó lắm. Thực ra là mọi người ta có đầu óc hơn nên người ta đến người ta tổ chức cái trò chơi này, thực ra là như kiểu trò chơi bán nước, ném nước các thứ đấy, thì coi như là một hình thức để bán nước thôi. Họ sẽ bán nước lời hơn 1-2 nghìn để họ lấy lãi thôi, chứ còn để mua vui thôi mà. Chứ còn nếu mà xác định chơi thì khó có người thắng lắm. Tỷ lệ có nhưng mà ít, rất ít. Đông nhỉ? Càng về chiều ấy, khoảng 2-3 giờ chiều thì rất là đông. Bây giờ bắt đầu là các bạn ấy lên đây nhiều hơn rồi đấy. Đấy, rất là nhiều các bạn gái, chứ không yêu đâu, toàn đứng một mình thôi. Đấy. Bạn nào mà có nhu cầu là cứ lên trên vùng cao này. Như chị này thì chắc là có chồng rồi nhỉ? Có chồng rồi đúng không? Chưa có á? Đẹp. Bao nhiêu tuổi rồi? Chưa có chồng thật á? Ôi giời ơi, thế thì sướng nhỉ. Đấy, một gian đấy. Bình chọn đi.
Ở đây Long thấy một bạn mặc trang phục đẹp lắm, thì sang đây. Đây này, như em gái này em mặc trang phục đẹp nhỉ? Đó là phỏng vấn. Đẹp thế. Đây là hai vợ chồng à? Hai chồng bên kia. Như cái mũ của em có đắt không? Bạn sải em 150.000đ. 150.000đ à? Cả tất cả một cái bộ trang phục này là rơi khoảng bao nhiêu tiền? Cả vòng này, cả tất này, cả quần áo này khoảng bao nhiêu tiền? Không đến 1 triệu à? Đẹp nhỉ? Khá là cầu kỳ đấy. Anh cảm ơn nhá. Các chị gọi là đang trốn chồng đi chụp ảnh. Em này em mặc trang phục đẹp chưa này? Đẹp chưa? Ôi đẹp quá, cho anh chụp ảnh tí được không? Đây. Đấy. Cả một bộ này của em bao nhiêu tiền? Đắt không? Phải hơn triệu. 4 triệu á? Ui dồi, 4 triệu. Thế ở đây là ví à? Ví tiền đây đúng không? Phải không? Tiền để đấy à? Không phải à? 4 triệu bộ này. Mũ này, vòng cổ này, áo này, váy này, chân váy này. Cái mũ thế, cái mũ này cũng phải mấy trăm nhỉ? Triệu nhỉ? 4 triệu. Lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi à? Anh tưởng chưa lấy chồng thì anh lấy để anh lấy cái bộ quần áo 4 triệu này. Kiếm cái bộ quần áo 4 triệu này. Rồi, cảm ơn nhá, đẹp quá này. Đấy. Có những cái bộ các bạn ấy mặc cách tân nó mỏng manh hơn một chút thì rẻ thôi, có tầm gần 1 triệu thôi, nhưng mà cái bộ này đẹp, công nhận bộ này cầu kỳ đẹp thật. 4 triệu. Ai dạ. Mình chưa được mặc bộ quần áo là 1 triệu đâu, mà nghe được 4 triệu thì giật hết cả mình. Được. Đấy. Người lớn người trẻ cứ bồng bế nhau rồi ngủ trên vai nhìn đẹp không? Ừ. Đây Sùng ơi, anh ngắm mãi mới được em này này, cho Sùng này. Đây, quay mặt đây anh xem nào. Em có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Đây, anh trân trọng giới thiệu với em. Đây, anh đang cùng một cái phim này rất đẹp trai. Nhá, được không? Được không? Được không? Thế đi về cùng bọn anh, đi. Tạm biệt nhá. Đây, em bắt vợ cho Sùng thành công rồi nhá. Đấy, xin số nhau đi. Thì đấy, tí Sùng xin số nhá, anh bắt cho thành công rồi đấy. Nào đi anh hôm nay anh bắt cho Sùng khoảng 5 em nhá. Sùng lấy số xong là xin em nào ưng nhất thì yêu nhá. Đấy. Đến tuổi lấy vợ rồi Sùng ấy. Ui. À, bạn này hai bạn này yêu nhau mất rồi. Không bắt được rồi. Không bắt được rồi. Không chạy đâu nhá. Đề nghị là ai có chồng thì chạy, ai không có chồng thì đứng im nhá. Chào em. Em ở đâu đến? Hả? Em là người Tâm Luông. Tâm Luông nhưng mà nó là huyện gì? Huyện Yên Minh ạ. À cũng người Yên Minh kìa. Em là người Mông gì mà anh thấy em mặc à Mông trắng à? Giống kiểu ở trên Đồng Văn đúng không? Tất cả những người ở đây em là. À thế à? Đẹp nhỉ? Đẹp, em quay một vòng được không? Đây này. Đấy. Rất là đẹp nhé, rất là nhiều những bộ trang phục và các ngành Mông khác nhau các bạn ấy về đây chơi thích nhỉ. Đấy. Rồi cảm ơn em. Rất là tuyệt vời quý cô bác anh chị ạ. Cháu Long gửi tới toàn thể quý khán giả trên kênh một chút cái thước phim về cái Tết của truyền thống của người Mông nơi đây, tranh thủ cái thời gian mà công trình còn đang tạm gác lại do thời tiết không thuận lợi. Thì rất là tuyệt vời, mọi người đến đây vui đón xuân, đoàn kết và về những ngôi nhà của mình để ăn những cái bữa cơm Tết, thịt treo các bếp, đúng ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Chú
Cháu Long, ngoài những cái thước phim kết nối yêu thương vùng cao, văn hóa vùng miền thì muốn gửi tới toàn thể các quý khán giả trên kênh đa dạng sắc màu về cuộc sống, về văn hóa, về lễ hội để cho mọi người có nhiều góc nhìn hơn ở trên vùng cao này như nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Úi giời, có sang được không? Úi giời.